Giáng Nhi, chuyện tốt đến rồi. Thái Quân Mạc Sư Mê, tôi muốn nghe cậu hát kịch. Nhanh lên đi. Đi đi. Cậu đi hát kịch thôi mà, lại không phải vào ngục. Nhanh chóng đi đi. Đi đi. Tiểu nhân hai ngày nay bị cảm rồi, cổ họng bị tắc tiếng rồi. Nếu như Thái Quân không chê bai, vậy thì tiểu nhân hát cho ngài nghe hai câu. Nhanh nhanh đi. Hát hát đi. Từ nhỏ lớn lên, từ nhỏ lớn lớn lên. Được rồi, được rồi. Nếu như cổ họng không tốt thì không cần hát nữa. Tỉnh dưỡng đi, dưỡng xong rồi hát. Nhanh nha, đi xuống, đi xuống đi, nhanh. Giáng Nhi, sao vậy? Cổ họng bị hỏng rồi. Hà Tấn Dương, tôi tuy là hát kịch, nhưng mà muốn tôi đi hát cho bọn Nhật và bọn cậu Hán Giang kia. Tôi không làm đâu. Thì ra là cậu lừa bọn họ. Anh có biết không, tôi nghe người ta nói đại sư Mai Lan Phương thà rằng bán tranh bán râu cũng tuyệt đối không hát kịch cho bọn Nhật. So với ông ấy, tôi làm như vậy có là gì chứ. Giáng Nhi, cậu được đó, có khí phách. Giáng Nhi, ngay cả quỷ gia cũng bị cậu lừa rồi. Anh biết không, lúc nãy sợ chết tôi rồi. Chặn miệng lại. Giáng Nhi, Giáng Nhi, nào nào, nhanh. Ai da, tôi nói này, làm gì vậy? Tôi nói này, cô cứ lừa gạt bọn họ một chút, nghe lời tôi nha, hát cho tốt. Thái Quân, Thái Quân, đây chính là cô gái hát kịch đó, nhìn được đấy, rất tốt, hát cho tốt nha. Nhanh lên, nhanh lên. Gần đây sức khỏe của tiểu nữ không được tốt lắm, cổ họng giống như bị khàn rồi, hát không được. Đoàn kịch của các người là như thế nào vậy? Sao hôm nay toàn bộ bị khàn hết rồi? Khốn khiếp. Thái Quân, Thái Quân, Thái Quân à, ngài bớt giận, để tôi nói với cô ta. Hát. Hát. Tôi nói rồi, giọng tôi bị khàn rồi, hát không được. Thái Quân, Thái Quân, Thái Quân, tôi nói cô ta hát, để tôi nói cô ta hát. Bớt giận, bớt giận. Bà cô ơi, cô tùy tiện hát hai câu đi, nếu không tôi cũng không bảo vệ được cô. Khốn kiếp Trương Phú Hải, anh có giống đàn ông không? Anh là con ruột khốn nạn, anh xem người phụ nữ của mình bị người ta ức hiếp. Anh không phải là người, anh khốn nạn. Bọn Nhật này thật không phải người, sớm biết như vậy, lúc nãy tôi hát cho bọn họ là xong rồi. Hát. Hát hay không? Bà cô đây có chết cũng không hát cho bọn khốn nghiệp các người. Hát hay không? Không hát. Hát hay không? Đại tá Matsumoto, người phụ nữ công thức thời này đuổi đi là được rồi. Hơn nữa, giằng co với một phụ nữ, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại đến uy nghiêm của hoàng quân. Nghiêm Tang, cậu nói rất đúng, nhưng mà người phụ nữ này đang nói dối. Vừa nãy âm thanh của cô ta chửi người rất êm tai, nói dối với quân nhân đế quốc chính là bất kính với thiên hoàng, các dũng sĩ đế quốc. Người phụ nữ này chính là món quà thiên hoàng ban tặng cho các người. Trương Phú Tài, anh có phải là đàn ông không? Anh nhìn người phụ nữ của mình được ức hiếp. Anh rể, anh rể. Tiểu Thúy, em hát đi. Khốn nạn.
Tư lệnh la: người phụ nữ này làm hư món quà của ông tặng cho thiên hoàng, nếu như bị truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói Thanh Thành chúng ta không có quy tắc. Đại tá Matsumoto, ngài thấy sao? Nghiêm lão đệ nói rất đúng. Tên họ Nghiêm không phải con người. Một người đang sống nói bắn chết là bắn chết, thực sự là quá độc ác rồi. Nếu như anh ta không làm vậy thì người phụ nữ đó sẽ thảm hơn. Nói cho cùng thì người Nhật mới không phải người. Chó Nhật ức hiếp một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ? Lão đại, anh tức giận theo làm gì? Người Nhật tìm cô ta hết kịch, lại tôn trọng cô ta, cho cô ta mặt mũi cô ta không cần, cô ta đáng đời. Nếu như có một ngày ông đây ra ngoài được, người đầu tiên giết không phải bọn Nhật mà là Hán Giang. Không phải, tôi không có ý đó. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, anh ngủ chưa?